Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi hành trình từ quê ra tỉnh và những tiếc nuối của một thiếu niên khi một ngôi trường ở quê bị khai tử. Cũng như mời quý vị theo dõi những khác biệt trong sinh hoạt học đường ở quê và ở tỉnh, cũng như quá trình tiến hóa đã biến một học sinh ở quê thành một học sinh ở tỉnh. Những nhận thức về tự do và tù ngục qua câu nói khai tâm của một người thầy dạy toán và cuốn sách đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời về sau của thiếu niên đó. Qua phần 3 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Khi mà cha từ quê ra tỉnh Việt Nam mình nhiều bên vậy đúng rồi, thì cái nhìn nó rõ ràng là nó khác nhau, thì cha có còn nhớ sự khác biệt mà từ khi mà từ quê ra tỉnh không ạ? Khác biệt nhiều lắm bên này. Nói thật đó, cho tới năm tôi 45 tuổi đó, tôi bị đóng khung bởi cái khung cảnh nhà quê. Cái trường trung học đầu tiên tôi học cũng đâu về quê, nên nó ở đời nó có cái gì, nó trong cái rủi có cái may. Tôi nhận thấy điều này sau này lớn tuổi thấy rõ lắm, trong rủi có may. Thì cái trường trung học Minh Đức mà tôi học đời cái trình đó, vì sao là bị ông cha thỏ, vì sao là ông gì ông hai cái vị người ta có cái sự conflict với nhau, cho nên ông cha thỏ này ông khai tử ông về cái trường đi. Khi khai tử trường đi đó thì có chuyện khai tử con đường tương lai của rất nhiều thế hệ trẻ. Điều này là tôi rất tiếc. Cái lúc đó là cha đã học xong cái trường đó chưa? Chưa, nó mất hai niên khóa à. Vâng. Đại thất đại lục, thời xưa nó kêu bằng người đại thất đại lục chứ không nhưng phải. Mà cái trường đó tức là nguyên một cái trường trung học, tức là học không, không. Từng lớp. Vâng. Không đúng. Nhưng mà cái trường mà cha nói đó, tức là cái trường đó là với dự định là cái trường trung học luôn. Nó đi từng lớp. Vâng. Thì năm đầu mới được lớp đại thất. Vâng. Đời xưa đại thất mà bây giờ kêu bằng lớp 7 đó. Năm đầu đại thất, năm sau lên đại lục, rồi thì lấy năm đại ngũ, rồi đại tứ, đại tam, đại nhị đấy nhất. Nghĩa là ông gia đình có cái plan là mở một đường trung học, từng lớp lên thành trung học bằng học, rồi cái plan. Thì tôi được may mắn là tôi học lên lớp đầu tiên, thì học được 2 năm đó, thì xảy ra nhiều thay đổi mấy ông cha sở với nhau, cho nên nó có sự chuyện người lớn với nhau mình không biết, nhưng mà trường nó chết. Vì trường chết cho nên một số rất đông các mầm non cỡ lớp tôi đó đều phải bỏ học. Hồi đó mà nói chuyện gửi con đi tỉnh rồi phải dễ thôi, nhà quê giờ quéo lên có phải mướn nhà mướn cửa rồi đóng tiền trường. Thành ra gia đình tôi hai anh em anh kế tôi phải bỏ học, còn tôi được may mắn cha tôi gửi lên tỉnh học. Khi lên tỉnh học tôi thấy cái nhìn nó hoàn toàn khác xa, rất là xa. Thứ nhất là tôi thấy như tôi lột xác. Trời ơi, lên tỉnh để biết đây là nói về cái chuyện hình thức thôi. Lên tỉnh học của trường Hồ Quý Đường Tổ là trường của nhà thờ. Thì con trai đi học cái mặc đồ trắng áo bỏ vô trong quần mang dài, mà ta dài sẵn ra dài tay rồi. Gái mặc áo dài. Còn tôi thì với lên là tôi còn đi chân đất, mang lúa, mặc đồ bà ba. Hai cái tôi giống rằng hai lúa, nó rõ, đúng hai lúa. Thì từ đó mình hội nhập vô xã hội, gọi là xã hội tỉnh, rồi bắt đầu mình mở mắt ra mình thấy cách sinh hoạt, rồi nhà cửa, rồi xe cộ, rồi nó cái lối sinh hoạt cái tỉnh nó bắt đầu tạo tôi thành một thằng trẻ ở tỉnh đó. Rồi cái dịp mà tôi ở trong thành lính đó thì tôi đã biết ông Phạm Ngọc Thảo, biết qua về tình hình quân sự và chính trị luôn, rồi thì nhìn thấy được những cái tầm mắt mình mở rộng lắm, lên tỉnh là rất mở rất rộng. So với ban giáo sư trường của tỉnh với lại ban giáo sư trường của nhà quê nó khác nhau. Trên này khác nhau xa lắm, xa lắm. Bởi giữa đi từ nhà quê đó thì chỉ có hai ông thầy dạy thôi. Dạy tất cả các môn. Tất cả các môn. Vâng. Hai ông thầy à? Vâng. Ông cha sở mướn hai ông thầy từ Sài Gòn về dạy. Còn ở tỉnh này từ lâu đời rồi, trường râu rất lâu đời rồi, người ta có một cái ban giám đốc, ban giáo sư, người ta có ban giám thị rồi tầm rất là trường lớp. Quy củ lắm. Và ông cha hiệu trưởng là ông cha Nguyễn Ngọc Quang, sau này ông ta được chọn làm giám mục Cần Thơ đó. Ông cha Quang rất là để ý quan tâm đến trường học, rất quan tâm.
Ban giáo sư như vậy có người Pháp nào không? Hay là toàn hoàn toàn là người Việt Nam hết? Việt Nam hết. Vâng. Việt Nam hết, chưa, không có người Pháp nữa. Nhưng mà dạy trong trường là vẫn dạy theo chương trình Pháp hay là chương trình Việt? Chương trình Việt. Chương trình Việt. Chương trình Việt. Vâng. Vâng. Như vậy cái lúc mà cha bắt đầu là lúc đầu mà cha đi học là học tiếng Pháp phải không ạ? Có tiếng Pháp. Vâng. Thì nhưng mà dạy chương trình Việt nhưng mà có chương trình Pháp và xin ngữ tránh xin ngữ phụ. Cái đó là cha đang nói là thời gian ở quê. À, nhà quê. Vâng. Nhà quê nó có đi Pháp với Anh rồi. Vâng, mà khi mà lên tỉnh thì nó có cũng tiếng Pháp. Pháp cũng Anh cũng. Tức là mặc dù là người Việt nhưng mà vẫn dạy tiếng Pháp. Pháp đúng rồi, Pháp và Anh. Vâng. Anh có thể chọn xin ngữ tránh là Pháp. Dạ. Hoặc là ngữ tránh lại có hai ngôn ngữ thôi. À. Nó muốn chọn nào chọn nhưng mà nó có thừa để thất rồi. Khi mà cha lên như vậy tức là xong đại lục rồi phải không? Sao lên nửa năm được. Nửa năm đại lục. Nửa năm được bởi vì cái trường nó chết giữa năm. À. Trường chết giữa năm. À. Nó chết giữa năm vậy thì cha mất một nửa năm học. Không, tiếp tục nửa năm sau này. Sao cha không bị gián đoạn? Không, không bị gián đoạn. Tiếp tục nửa năm sau được tại trường Nguyễn Đình Thọ. Thì bao nhiêu lâu thì cha cảm thấy là coi như là mình cái chuyện lột xác của cha là cha nói là đi từ nhà quê rồi từ anh hai lúa thì mình là một người học sinh mà mình cảm thấy chắc cũng phải qua hết năm đại lục hết năm đại lục ngủ là mình thấy bình thường rồi làm hội nhập vô cuộc sống của thằng bé ở tỉnh đó thành ra tôi nói cái đoạn này coi thấy là lột xác mà trong cái thời gian mà cha biến thành một người ở tỉnh như vậy lúc đó cha đã theo dõi thời sự chưa, có đọc báo, có nói chuyện với thầy, có một cái gì đặc biệt không? Không, tôi vẫn tìm hiểu, đọc báo, đọc sách. Tôi rất thích đọc sách anh ạ. Nhất là những sách mà tôi thích rồi đó, từ lớn lên tôi thích là sách đó. Loại sách ra Học Làm Người của ông Nguyễn Hiến Lê. Đã. Tôi thích những loại sách đó. Tôi thích những loại sách như là Gương Doanh Nhân hay là những tấm gương hay là những tâm hồn cao thượng, những cuốn sách mà nó viết là cho một cái sự hướng của người ta tới một cuộc đời cao cả gì, tôi rất thích loại sách đó, à. Thích lắm, tôi thích đọc sách đó lắm. Thành ra những cuốn sách của Nguyễn Lê tôi đọc cũng rất nhiều. Ngoài ra bắt đầu tôi đọc những cuốn tiểu thuyết của Pháp mà không dịch tiếng Việt ra, đọc và tôi nghĩ tìm hiểu cái văn hóa của người Tây phương. Tức là cái thời gian đó là cái thời gian mà có phải là cha nói bắt đầu đọc những tác phẩm như là Victor Hugo, Flaubert, hay là những giờ của 20 giờ thứ 25. Dạ. À, những cái giờ thứ 25 nó ảnh hưởng rất nhiều trong cái đời tôi sau này. Ảnh hưởng rất nhiều trong đời tù tội tôi đó, cái giờ thứ 25. Dạ, cha nói thêm về cái chuyện ảnh hưởng trong tại sao cái là mình thấy cái thân phận con người nó giống như thể là một con ruồi bị dướng chân như cái mạng nhện. Cái mạng nhện, rồi trong cái mạng nhện đó mình càng dùng dễ bao nhiêu đó thì nó càng dính chặt bấy nhiêu. Đó, thì dù như anh chàng nhân vật chính là cái anh Mô Đích Sơ của bên Diệu Lâm đó, chúng ta là một người lãng xẹt, bị vô tù lãng xẹt thôi, nhưng mà sau này khi mà vô đó rồi đó thì như quá khứ nó vồ lên, cái thực tế vồ lên người ta rồi, người ta cùng vẫy hết trại này tới tù kia, tới tù nó cuối cùng rồi đó. Câu kết luận rất là hay trong cuốn sách đó là tôi nhớ mãi đó, là khi mà người ta được thả tự do, vợ khỏi vô thăm thì cái người sĩ quan Mỹ nó muốn chụp hình và kêu người ta ấy cười đi, cười lên đi chứ, cười mà người ta không cười được, người ta quên hẳn nụ cười. Câu kết luận rất là sâu sắc. Thì khi tôi vô tù đó thì tôi ngồi trên xe còng tay đi vô tù thì tôi lại nhớ tới thân phận của mình, tôi ôi chà ơi, giống anh chàng đi ăn bố đích mà. Và biết đâu sau này mình cũng sẽ lăn lộn như anh ta mà đúng y vậy. Anh ta trong chuyện là 13 năm, tối 13 năm. Đó, rồi nó coi mà dùng giấy thì nó càng dùng giấy nó càng bị trói. Tôi tổ chức vượt ngục, thất bại lại bị trói. Rồi đưa về, cũng là bị trói, bị cơm. Đó là cái, nó là cuốn sách đó, nó diễn tả là cái kiếp con người trong một cái xã hội mà nó quá nhiều chuyện xảy ra mà con người ta như một con côn trùng bé nhỏ, đó vậy đó. À, khi mà cha học ở trong trường như vậy thì ngoài cái chuyện mà suy nghĩ chuyện đọc ở bên lề như vậy, cha có cảm thấy là mình có một cái khiếu về một cái môn đặc biệt nào, hay là cha có thích thú để ý đến một cái môn nào chẳng hạn như là sử hay là địa hay là tôi rất thích về ngôn ngữ. Vâng, tôi có khả năng học ngôn ngữ. Cha nhận thấy cái điều đó là thấy rõ rồi, bởi vì trong trường đó thì những cái gì môn gì không biết, mà cái môn gì Pháp văn, Anh văn thì luôn tôi là một trong những người ba người đầu tiên hạng ba, nếu không nói là hạng nhất. Còn cái môn mình tôi dở chứ giống như là một toán.
sợ tối lắm, sợ lý do tại vì cái tôi quá thiếu tối thì sao nhưng mà phải không hoạt nói chơi vui thôi mà chứ hoạt nghe sẵn đây là như dịp kể cái sẵn dịp kể luôn nhưng chứ hoạt vì sợ tốn quá đó, cho nên tôi đi học á tôi ngồi cuối lớp rút xương gái cho hồi đó mấy ông thầy có lệ nè ông hay nói đọc tôi lên bảng ông cứ lên bảng đừng làm gì đó thôi thì tôi lúc lúc kia sau lưng mấy chân gái thì đó ông thầy trong thầy tự ông tự người bắt lôi đầu tôi lên do là ông mới giải cái phương trình gì tôi là không được trước quá ông mới nói câu này anh Lễ anh đi học mà anh chuyên ngồi núp sau lưng người ta đó núp dưới người ta đó sau này lớn lên anh sẽ ngồi dưới cho người ta ngồi trên đầu của anh đó câu tôi không bao giờ tôi quên ông thầy cũng nói cũng đau nhưng mà thuốc đắng là đã thật anh mà cứ đi học mà núp núp sau lưng người ta anh ngồi dưới người ta đó sau này lớn lên anh sẽ ngồi dưới cho người ta ngồi trên đầu của anh đó tức là vô tình ông thầy dạy toán nhưng mà lại khai sáng cho mình làm nhân văn từ đó tôi bắt đầu tôi té ra bởi vì mình sợ nó quá nhưng mà trốn nó bây giờ thấy con đảm tôi sách tập tôi lên tôi ngồi hàng đầu còn đầu thì phải chú ý hơn và mình đề phòng thầy có thể gọi mình thành ra nó bớt dốt hơn nó bớt dốt hơn chứ không phải là đúng không ạ